Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với số tiếp theo review trên cao của Nếm TV. Và bây giờ thì mình đang có mặt tại một tỉnh miền núi phía Tây Bắc Việt Nam. Chúng ta hãy cùng dành vài phút để ngắm nhìn cái địa điểm mà mình sắp giới thiệu sau đây nhé. 3 2 1 Nếm. Xin giới thiệu với mọi người, mình đang có mặt tại con sông Đà huyền thoại. Có lẽ là sông Đà thì quá quen thuộc với những tỉnh Tây Bắc của Việt Nam rồi. Tuy nhiên là mình sẽ, trong chuyến bay lần này thì mình sẽ giới thiệu một cái khúc sông mà mình nghĩ rằng là nó rất là đẹp và tiềm năng du lịch rất là lớn. Đó chính là cái khu vực ở gần cầu Pá Uôn. Cầu Pá Uôn thì là ở trong xã Triềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai của tỉnh Sơn La. Và nếu như bạn nào mà đã từng đi cái cung đường mà từ Lai Châu sang Sơn La ấy thì quá quen thuộc với cái cây cầu này rồi. Cây cầu này nó rất lớn. Tuy nhiên là mình sẽ tập trung ở cái khu vực mà mình đang quay trước. Các bạn có thể thấy là cái con sông Đà này ấy, hai cái khúc mà mình đang quay này nó rất là đẹp. Bên tay trái là những cái núi đá vôi rất là lớn. Còn phía bên tay phải là những cái hòn đảo mà trước đây nó là những cái quả đồi ấy. Tuy nhiên là sau khi mà xây dựng các hệ thống thủy điện ở phía Tây Bắc này thì nó vô tình trở thành một cái hồ và các bản ở dưới kia đã không còn người sinh sống nữa rồi. Đó, thì gần đây thì Sơn La bắt đầu đẩy mạnh cái việc du lịch ở dưới lòng hồ sông Đà này bởi vì nó rất là đẹp. Các bạn vào ngày cuối tuần ấy thì có rất nhiều khách du lịch đến đây để thuê thuyền để khám phá cũng như là ăn tại trên đảo. Đó, bây giờ mình sẽ lia một vòng cho mọi người xem nhá. Đứng ở cái tọa vị trí này và chúng ta hãy lia một vòng sang trái này. Trời ơi, không phải là mình lấy cái cớ để so sánh hay như nào đâu mà mình cảm giác như là đứng ở cái chỗ khu vực này nó giống với cả vịnh Hạ Long đúng không các bạn? Hoặc là giống cái hồ Quan Sơn mà mình đã từng quay ở Mỹ Đức. Đó, các bạn nhìn thấy không? Lát nữa thì mình sẽ cho cái cam trúc xuống để các bạn thấy được cái màu xanh của lòng sông Đà. Quá đẹp luôn. Trời ơi, đẹp quá. Đấy, cái con đường các bạn đang thấy, con đường đèo kia là chạy sang bên thành phố Lai Châu. Cụ thể hơn đó là bên Thuận gì nhỉ? Thuận Châu đúng rồi. Ừ đúng rồi. Ok, đó, các bạn thấy không? Quá là đẹp luôn ấy. Thì các bạn nhớ là phải đến Sơn La để khám phá và đứng ngay cái khúc này ngắm rất là đẹp. Theo cái hướng sáng mà mình tính ấy thì ở đây nó đẹp cả sáng, cả bình minh lẫn hoàng hôn luôn. Bởi vì đấy, mình đang đang bay về phía hoàng hôn rồi. Còn đâu, bình minh ở phía bên tay trái mình, cầu Pá Uôn. Vì vậy là các bạn đến đây giờ nào cũng đẹp. Ok. Rồi thì bây giờ mình sẽ đây úp cam xuống để cho chúng ta thấy được cái lòng hồ nó xanh mướt như nào. Nước quá xanh luôn. Rất đẹp, rất đẹp. Những cái bè cá kia là người dân nuôi cá ở lòng sông Đà này, tận dụng cái nguồn nước này để nuôi cá lồng bè. Úi dồi ôi, mấy bạn miền Nam mà xem cái cảnh này chắc là... Thực ra không phải miền Nam đâu mà kể cả những bạn miền Bắc thôi, những ai mà thích núi rừng ấy thì những cái cảnh như này nó làm say đắm lòng người luôn. Mình phải chĩa như này để cho nó... Ôi ôi sao mà đẹp thế. Trời ơi đẹp quá. Ôi trời ơi, cái số này các bạn nhé, các bạn nào mà ở Sơn La hoặc là những bạn mà yêu thích Sơn La hoặc là đã từng chạy qua cái cung đường này, nhớ là chia sẻ cái video này để cho bạn bè người thân có thể xem được cái khung cảnh tuyệt vời này. Trời ơi sao mà nó đẹp này. Ôi à, nói cho các bạn biết chút nhá, cái hướng bay mà mình đang đi thẳng này là về với cả Lai Châu, về cái thượng nguồn của sông Đà. Mình hy vọng là sẽ có một cái số nào đó mình làm về hành trình đến nơi mà con sông Đà chảy vào đất Việt, giống như là con sông Hồng chảy vào đất Việt mà mình đã từng làm. Ok,
có vẻ như lại mất tín hiệu rồi. Thì mình sẽ đi một vòng và chúng ta sẽ quay lại trở về phía bên Sơn La nhá. Đấy, theo cái hướng dòng xuôi xuống hạ nguồn đấy, Sơn La rồi là chảy ra qua Hòa Bình rồi cả. Ôi ôi máy bay ơi. Ok, máy bay nhận lại tín hiệu rồi. Do là trời mây mù và mình bay qua khuất núi nên máy bay đã mất tín hiệu. Ôi trời ơi, quá đẹp luôn. Do là cái khoảng cách giá như là cái thời lượng pin nó cao thì mình cũng muốn là bay xuống cái cầu Pá Uôn ấy, bởi vì là nó là một cái cây cầu khá là ý nghĩa với những người dân ở vùng Tây Bắc, cụ thể hơn là ở Sơn La. Bởi vì mình theo như mình tìm hiểu ấy, thì là cây cầu được xây dựng như một là cái lời tri ân cảm ơn những cái hộ dân đã từng sinh sống ở dưới cái lòng hồ này này. Họ đã hy sinh nhà cửa cũng như là hiến đất để làm xây dựng thủy điện. Con sông Đà là một con sông khá là quan trọng về cái vấn đề tưới tiêu cũng như là điện lưới quốc gia. Ví dụ cụ thể là trong cái thủy điện Hòa Bình ấy, đóng góp rất là nhiều trong cho cái quỹ điện của quốc gia. Ok, rồi chúng ta sẽ cùng ngắm. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng là bay qua cái phần vách đá vôi mà ở ngay đối diện mình đây. Mình thấy nó rất rất đẹp. Và các bạn có thấy không? Mây đang đâu rồi? Mây đang phủ ấy à? Ok, mây đang bắt đầu phủ ấy này. Trời ơi, vào cái mùa này ấy, các bạn đi qua Sơn La ấy, thì nó rất là tuyệt vời hơn, bởi vì là chúng ta săn mây rồi ngắm cảnh quan luôn. Nếu như bạn nào mà chưa biết về cái cầu Pá Uôn thì mình có thể nói qua một cái vài thông tin có lẽ là nó cũng hữu ích. Cái cầu này về cả tổng công trình của nó thì nó rơi vào hơn một cây số. Tuy nhiên là cái phần mà gọi là phần ở giữa lòng hồ ấy thì nó dài 900m. Sấp xỉ trong vòng 900m thì mình cũng không nhớ con số chính xác. Và cây cầu này nó là cái cây cầu có cột trụ cao nhất của Việt Nam. Tính từ dưới đáy lòng hồ cho đến đỉnh cầu, chỗ cái phần mà chúng ta sẽ chạy ấy, thì là nó là 103m hay sao ấy. Khá là cao ấy, 103m thì cực kỳ cao luôn ấy. Rất đẹp. Và nó có tới mấy làn xe luôn. 4 làn xe. Thoải mái đi. Cây cầu này được xây dựng trong cái vùng người ta gọi là như vậy, vùng có động đất. Vì vậy là nó được thiết kế có khả năng chống chịu được cấp độ 9, khá là chắc chắn và vững chắc ấy. Nó xây dựng chỉ có hơn một năm thôi mà đã được thông cầu rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vượt núi nhá. Nào, vượt vào kia. Nãy giờ căn bản là mình quay đến muộn quá. Vừa nãy thì có một cái thuyền du lịch ở đây, thì mình đang định là quay cho mọi người xem là cái thuyền ấy nó trông như thế nào, nó màu trắng trắng ấy. Nó xuất phát từ cái cầu Pá Uôn rồi nó đi thường ngược trên này. Thì tiếc quá là mình không quay được. Nếu như bạn nào mà có cái hình ảnh ấy về cái thuyền du lịch ấy thì có thể là comment ở phía bên dưới để chia sẻ cho những cái độc giả khác, khán giả khác có thể xem. Mình thì mình không rõ về cái giá đâu, chi phí đâu. Nhưng mà các bạn nên đi đông người thì nó sẽ tối giản được, tiết kiệm được chi phí rất là nhiều. Mình bản thân mình đi một mình, vì vậy là trong cái những hành trình mà đi review của Nến thì mình toàn là sử dụng ngân sách của bản thân. Vì vậy là mình không có quá nhiều tiền để review những cái dịch vụ đó. Thì cũng hy vọng là sau này mình sẽ cố gắng là review luôn cả những cái dịch vụ đó để cho các bạn đi du lịch có thể trải nghiệm. Ok. Rồi, các bạn có biết không? Để mình nói cho những cái con số ở trên cái máy bay nhá. Tức là từ bên này này sang được xây chơi dãy đá vôi trước mặt của chúng ta, trông thì có vẻ rất gần nhưng mà nó 2 cây số. 2 cây số đấy. Trời ơi, mắt người là một cái chiếc camera quá khủng khiếp. Sorry mọi người. Nó đang báo là gió lớn và không đủ thời lượng pin để quay về. Vì vậy là mình sẽ phải quay trở về thôi. Không thể thang được, vượt ngũ môn được sang cái núi kia. Bực quá trời bực.
À, thôi không sao, thế thì mọi người hãy nhìn đi, mình sẽ cho các bạn máy quay chĩa về phía cầu Bá Uôn nhá. Đấy các bạn, khung cảnh quá đẹp luôn đấy. Chờ. Ok, bây giờ thì mình đang nghĩ xem nào. Trời ơi đẹp quá. Xe máy bay cứ đưa từ từ này cho mọi người ngắm cảnh cho dễ nhá. Đó, nếu như có một số bạn là chán với cái mô típ review trên cao của mình, là bảo là anh ơi cái review trên cao nó nhàm chán quá, nó không sinh động hoặc là thế nào kia. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà mình không sử dụng flycam thì đâu các bạn làm sao có thấy được cái cảnh này đúng không? Thì mình nghĩ là mình sẽ giữ cái mô típ này, bởi vì là mình là một vlogger duy nhất ở Việt Nam làm cái mô típ này, khởi xướng ra cái mô típ này và chưa ai theo. Thôi được rồi, mong là mọi người đừng quá chán với cái mô típ review trên cao. Mình sẽ cố gắng kết hợp tất cả các mô típ khác nhau, trải nghiệm ẩm thực các thứ để cho nếm thực sự đa dạng và có nhiều thông tin hữu ích cho mọi người, cho bạn bè quốc tế, cho người dân địa phương cũng như là những người ở Việt Nam mà đang sinh sống ở nước ngoài. Mình khá là vui bởi vì là kênh của mình khá nhiều đồng bào Việt Kiều bên nước ngoài, cụ thể như Canada và Mỹ thường xuyên xem và mọi người rất là phấn khích enjoy với cái video của mình. Là được một điều ý nghĩa thì thực sự là mình rất vui. Ok, bây giờ chúng ta lại quay sang bên này đi và máy bay sẽ lùi. Trời ơi, bây giờ lùi chán chê mê mỏi mà bây giờ vẫn còn cách vị trí mình đứng gần một cây số. Nếu mà mình bay cố thì chắc chắn là nó sẽ máy bay của chúng ta sẽ có khả năng cao nằm lại cái lòng sông. độ cao bây giờ đang là 300 m, và có lẽ là mình sẽ hạ thấp độ cao xuống vì mây đang xuống. Nếu như bạn nào mà săn mây thì chắc chắn là biết về cái điều kiện lý tưởng của việc săn mây, đó là trời lạnh rồi mây thì có hai thời điểm thích hợp để săn mây, đó là vào sáng sớm lúc mà nó bốc từ dưới lên và buổi chiều tà lúc mà mây đang xà xuống. Thì cái tầm này này mây đang bắt đầu xà xuống, nếu mà ai đang ở trên những đỉnh núi cao thì sẽ thấy mây đấy, ví dụ như là Okiho chẳng hạn. Máy bay đã về đến tới nơi này, đâu rồi xa không thấy. Đâu nhỉ? À đây rồi. Đâu rồi. Phải thực sự là cảm ơn cái người bạn đồng hành con flycam của mình đã kiên trì trong vòng 2 năm qua, nó bay đủ các nơi rồi. Mà các bạn biết không, có những nơi mà sức gió nó kinh khủng khiếp luôn đấy. Ví dụ như ở trên trời trên này nhá, mình bay nó rất là hao pin bởi vì nó lạnh mà. Tí nữa thì đâm vào cây. Mày quá. Ôi, lạnh hết cả người. Suýt ra thì vừa mới cảm ơn xong thì suýt đã phải chia tay bạn flycam. Đấy các bạn thấy không? Đi review như mình không sướng đâu. Đùng cái hỏng thiết bị và lại phải kiếm tiền để tiếp tục hành trình review. Flycam của mình cũng đã hỏng vài lần rồi đấy. Nhưng mà do là không phải là va đập mà là nó bay tốc độ cao quá thì cái motor nó dẫn động, dẫn đến việc là hỏng cáp truyền hình. Nhưng mình đã sửa mấy lần rồi, rất là ngon rồi. Đấy mọi người thấy hình ảnh rất là đẹp và mình sẽ cố gắng là thay model sớm để cho cái hình ảnh của mình thực sự là đẹp. Đẹp quá. Con bán tải màu đỏ kia là mình đang đứng ở đây đó. Đó. Ok. Phải bay cố nốt cho hết cái cục pin này đi. Rồi. Đẹp quá. Các bạn nhớ nhá, đừng quên like, subscribe để ủng hộ nếm trong các hành trình. Mình thì không phải là mục đích muốn
cái mục đích của mình chính là khi mà có nhiều người subscribe ấy, thì là cái video của mình sẽ đến tay được rất nhiều người hơn, và nhiều người sẽ biết được những cái địa điểm đẹp như thế này. Chứ thay vì như là bây giờ một clip lên vài chục ngàn người xem cũng là nhiều, nhưng mà mình thấy nó mình muốn được nhiều người xem hơn. Đấy, có một cái có vẻ như có một cái nhà tôm ở dưới kia kìa. Mình thử là xuống dưới đấy thử nhé. Ok ok. Nào, chúng ta hãy thử ra giữa lòng hồ xem nào. Có nên không nhỉ? Nhưng quay ạ. Thôi mình nghĩ là không nên đâu, bởi vì là bây giờ pin chỉ còn có 33%. Ok. Nào, chúng ta hãy nhìn lại sông Đà một lần nữa, nhưng mà ở một cái góc độ thấp hơn một chút để chúng ta có thể thấy rõ được hơn. Ôi đẹp quá. Mây kìa, các bạn thấy mây đẹp chưa? Ly thật chậm để mọi người xem nhé. Trời ơi. Ôi. Hình như là 15 tháng 1 hả Tuấn? Hàng năm thì ở đây người dân tổ chức đua thuyền và rất nhiều khách âm lịch đúng không? Âm lịch. Tức là rằm ấy, rằm tháng riêng thì người ta tổ chức đua thuyền ở đây để cầu may, cũng như là để tạo một cái sân chơi cho người dân và cũng như là khách du lịch có cái chỗ để đến đúng rồi, xem hội, du xuân xem hội. Ôi dồi ôi. Đẹp quá, đẹp quá. Nào, hãy gọi máy bay quay trở lại với cái vị trí mà mình đang đứng nhé. 16 phút. Ok, vậy là sau 16 phút bay lòng vòng ở trên đất Sơn La thì mình đã giới thiệu cho các bạn một cái con sông quá ý nghĩa với Việt Nam rồi. Thì mong là mọi người sẽ thích cái video này của mình, và nhớ là đừng quên like, subscribe để ủng hộ Nếm. Và nếu mà video mà hữu ích ấy, thì nhớ là chia sẻ cái video này để cho bạn bè khắp nơi có thể chiêm ngưỡng con sông Đà giống như các bạn nhá. Bye bye mọi người, mình là Tùng Nếm.